Chiều qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị sơ kết tháng đầu năm 2015 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống tội phạm 138CP. Tại hội nghị đã đề cập đến vụ án giết 6 người ở Bình Phước. Vụ án này được cả Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề cập như là một cảnh báo về tình trạng tội phạm có tính chất nghiêm trọng gia tăng. Phó Thủ tướng yêu cầu sớm đưa ra xét xử lưu động. Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 138 cho biết, 6 tháng đầu năm, công tác phòng chống tội phạm đã đạt kết quả tích cực, kéo giảm tỷ lệ gia tăng tội phạm, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Lực lượng công an đã điều tra, phá gần 21.500 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý gần 42.000 đối tượng, triệt phá trên 1.230 băng nhóm tội phạm. Tuy nhiên, tính chất tội phạm còn nguy hiểm, đã xảy ra nhiều vụ án mạng nghiêm trọng, điển hình là vụ án thảm sát 6 người trong một gia đình vừa xảy ra ở Bình Phước.